Hello mọi người nha. Đấy, mọi người thấy anh em mình là biết tới công chuyện rồi đó mọi người. Đó, thì lần trước á, là anh em cũng có giả gái muộn rồi. Đấy, bắt nhỏ giả gái hoài có khi nhỏ bê đê luôn. Thì tức queo luôn quá. Thì bữa nay á, là mình mới nhận được cái đơn hàng của shipper là mình có đặt cái bộ tóc giả nè mọi người. Mình cũng âm mưu cái này từ trước rồi. Đấy, bữa nay mình chơi tới công chuyện luôn nha. Nhờ anh em giả làm gái một lần nữa nha. Bắt nhỏ giả gái 10 cái video hình như hết 8-9 cái video nhỏ giả gái. Ok, thì bữa nay mình chơi tới bến luôn. Vợ mình nó đi đi đám với mẹ hồi chiều tới giờ, chắc giờ này chắc cũng gần về đó mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ trang điểm cho thằng em trước, xong rồi nằm hai anh em nằm đây đợi khi nào mà nghe tiếng xe vợ mình về thì bắt đầu vô kế hoạch nha mọi người. Bây giờ sẽ đổi tóc giả cho thằng em nha, xong rồi trang điểm cho nó hơi hơn chút xíu. Ok, đổi cho đây. Đây, cái này là sao ta? Đây. Nè, đó, chưa đến đó chắc, Nhột quá. Cái kéo chỉnh thỉnh lên. Sao rồi? Vô cái kéo cái nó bỏ nó đen. Sao cái máy này không hả? Nó là vậy coi, vậy coi. Được rồi đó, bớt mắt lại. Hai xong. Tội. Mày xếp cái xuống nó. Rồi xong đi, anh thay của anh luôn. Đây. Mày thay giọng nó ngon đây nè. Anh đâu? Bấm bấm mày. Kiểu như hung bị lem thôi mà, hung bị lem. Má chấm gái với trời. Phải chạm luôn mà. Má là phẫu thuật làm gái luôn đi. Chết luôn rồi. Cái này mốt bị đầy cái đổi thừa tao nữa. Đây nha. Thôi tới chị. Bây giờ hai anh em mình sẽ làm hai cái đại đi. Má chấm gái với chợ. Chạm luôn mà. Hả đẹp chứ. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình đặt thêm một góc nữa nha mọi người, để coi phản ứng của bả ở ngoài sẽ như thế nào nha. Bây giờ hai anh em mình sẽ nằm ở trong này xong rồi đợi bả về thôi. Ok, vô. A few moments later. Nghe nói nè. Đâu rồi?
gì hả? Sao vậy? Ra đây rồi. Đi kiếm rồi. Kiếm gì? Đi ra đây. Kiếm gì? Ai? Ai đâu? Họ đã ra trong đây. Ai đâu? Có ai đâu? Người bị đi qua mắt hả? Lẹ lên nha. Em nghe rõ kè nha. Đi đâu? Nói đi ra đây. Kiếm đi. Buồn làm gì á? Đi ra đây. Nãy giờ làm gì trong đây? Làm gì? Làm gì mà cái mỏ dính son với một vòng như vậy? Đi vô kiếm coi nè. Đi lên kiếm coi. Rồi. Ai? Hồi nãy giờ anh làm cái gì trong đây? Làm cái gì mà mày? Cái gì mà đâu thứ vậy? Nè, cái cổ nè. Đỏ nè. Đỏ nguyên một lần luôn nè. Anh làm cái gì trong đây anh nói rồi. Có làm gì đâu. Có làm gì đâu. Ủa sao dậy sớm vậy? Ủa không muốn dậy sớm hả? Tưởng em ngủ rồi đã. Ủa mắc gì ngủ đã? Làm gì phải ngủ rồi đã? Đi đâu tưởng lâu. Tưởng ngủ đã nên bây giờ làm gì đây? Hả? Làm gì cho có phòng này em nói nghe. Con nhỏ đó nhỏ nào? Sao chiều nói về giờ trễ mà. Ừ em nói em về trễ. Em tưởng em ngủ đã rồi em mới làm gì đó hả? Anh làm cái gì? Nhỏ nào nói không? Anh nói không hả? Anh làm gì nãy giờ anh làm cái gì? Nhỏ nhỏ nào? Rồi cũ. Rồi cũ hả? Rồi làm gì trong đây? Hả? Làm gì? Nãy giờ làm gì? Làm cái gì mà cái quần? Mới dài lại rồi. Làm cái gì nãy giờ? Mắc gì quá thương hồng? Làm gì? Nói nói đâu? Làm gì đâu? Làm gì đó? Làm cái gì? Cái gì đó? Gì đó nè. Rồi nó vô đây. Về rồi. Đi ra đây. Kêu nó đi ra đây. Kêu chứ. Cho em coi mặt coi đứa nào vậy? Thì tình cũ không ngủ cũng tới. Anh có cá là anh không ngủ không? Anh không ngủ là nó vô đây hả? Thì tình cờ thôi. Tình cờ hả? Tình cờ mình gặp lại nhau hả? Tình cờ là anh điểm nó vô đây hay sao? Tình cờ ngủ. Hả? Lúc đó tình cờ gặp nó ngủ. Anh làm gì mà anh có được hả? Đừng làm gì mà anh có được hả? Anh đâu? Anh làm để chứa làm. Ủa nãy giờ sung sướng rồi thì bây giờ chịu đau đi. Nãy giờ cũng chưa có sướng. Ủa nãy chưa có xong phải không? Chưa xong cái gì sướng phải không? Là đang giữ chừng hay gì? Đang lỡ chặt hay gì? Mới à. Chưa có làm gì trơn á. Mới sao mà gên quá trời vậy? Thầy sung. Làm đi. Nhưng mà anh sao? Anh sao? Anh chưa có kịp làm gì. Anh chưa có kịp làm hả? Trên thứ hướng đã chờ mà chưa kịp làm hả? Chưa có làm gì mà cơn cỡ đó rồi. Rồi tới chừng mà anh làm thì chắc nó làm ra cái nóc nhà này luôn quá à. Anh làm gì mà anh coi được hả? Anh nghĩ là em đi về trễ. Em ngủ không đẳng luôn nên dẫn nó về đây. Anh làm trong cái phòng này hay gì? Ai nhập với không phải anh. Ai nhập hả? Còn bây giờ em đánh anh nha. Em nói ai nhập anh chịu không? Lỡ rồi. Lỡ hả? Còn mấy mốt em làm như vậy thì em nói lỡ. Còn anh chịu không? Đéo. Mới một tiếng lỡ là xong hết hả? Ai muốn đâu? Anh muốn. Cái này nó muốn. Có chơi thì chịu đi, còn có ai muốn lỡ hả? Lỡ thì làm sao? Làm gì mà có chuyện lỡ? Lỡ làm rồi làm luôn hả? Không muốn đâu. Anh không muốn hả? Anh nói một tiếng nữa anh không muốn đi. Tại tự nhiên lướt Facebook cái gặp nhắn tin vài cái thôi rồi chạy vô ai biết được. Adu. Vô tình quá ha. Nói gì mà nghe được hả? Nói gì? Chị mới mốt á. Em cũng gặp, em cũng lướt lỡ thằng nào thấy thằng đó đẹp trai của em cái em ngủ gì đây. Nhưng em nói lỡ anh nghe được không? Anh chấp nhận được không? Anh chấp nhận từ lỡ nó được không? Tại đúng nó. Tại bị vậy có tại bị gì chưa á? Xin lỗi là xong hả? Con nói là con nào? Con nhỏ nào?
Trốn gái. Lỗi rồi. Lỗi rồi là thôi hả? Chưa, anh chưa kịp làm gì mà. Chưa có làm gì hả? Cái lỗ tai nghe gõ càng mà nó chưa kịp làm gì hả? Xin lỗi. Rồi 31 em đi với thằng khác để em nói xin lỗi anh, chịu không? Anh chấp nhận không? Bây giờ em làm video em bụng mặt rồi, anh xin lỗi anh chịu không? Hả? Tao không có học gì nè. Sao em nói em lỡ? Em lỡ đó. Em xin lỗi được chưa? Anh chịu không? Nani. Tao bị lấy cái dao. Đừng, không trách người nữa, đừng. Thì em đâu người, em xin lỗi anh. Em lỡ. Thôi đừng đừng. Anh lỡ thiệt. Thì em lấy cái dao em đâm anh. Thôi. Xong rồi em sẽ nói là em lỡ. Em nói với cha mẹ là em lỡ. Mới mốt em đâm một lần này thôi bố, em không có làm nữa. Em không có đâm nữa. Nani. Em xin lỗi chứ. Ừ. Thì em chỉ đâm một lần này thôi, em lỡ. Chị bây giờ
em chấp nhận tha lỗi cho anh. Rồi bữa mốt á, em dậy xong là què. Em cũng như giọng hành như xong là què nha. Không, thôi. Thì anh làm đi. Bữa mốt em làm giống anh vậy á, xong rồi què. Không có đứa nào dai lòng như đứa nào hết chứ. Thôi đừng làm. Không. Đừng làm. Tại sao anh làm được mà em làm không được? Anh thế. Khác là khác chứ nào. Đàn ông khác. Khác chỗ nào? Khác cái gì? Thì kích cỏ nó có y gan vậy à. Đốt vô hút ra thì nó cũng còn vậy. Còn lỡ thì em cũng vẫn còn. Em vẫn còn không có mất mát gì hết chứ. Có lỡ của anh lớn mà của con kia bơ lớn đút vô gò nó rộng rồi sao? Anh lớn mà của con kia bơ lớn đút vô gò nó rộng rồi sao? Vậy em kiếm thằng nhỏ lên cho nó vẫn còn nguyên đi đó. Thôi không được. Được hết. Không được. Được hết. Không được. Nhỏ có đâu thấm đâu. Chỉ có là được. Ôi. Không được đâu. Đi ra đi. Không có được nè. Xin lỗi rồi. Nha. Giờ anh bắt nhỏ lại cho em đánh luôn được không? Giờ anh kêu nó vô nữa nha. Xin lỗi mà. Nha. Nha. Bỏ qua anh lần này thôi, một lần thôi. Đi ra ngoài. Không có lần thứ hai đâu, lần đi. Đi. Không có lần thứ hai đâu, lần nói một tiếng nữa là cái nón mà yểm vô đầu đó. Thì không có lần thứ hai. Em ơi, để anh làm lần thứ hai luôn rồi anh mốt khỏi làm nha. Vô đây à. Tự nhiên mày ngồi đó chi cho đánh vậy? Em cũng biết đâu, anh kêu vô. Tôi kêu vô, đứng rồi. Gọi mình trời, đỏ tay tụi em ơi. Xong luôn rồi. Mày mốt mà nghe. Để. Em ơi. Ấy một chuyện luôn mọi người ơi. Đâu rồi? Đánh mày đâu? Là trời đỏ quét hết trơn. Nè, mày coi. Quen coi. Ui trời ơi. Tay chân đỏ. Bình mãi. Trời trời. Đánh muốn ngành chơi luôn vậy. Em mai mốt anh Cảnh mà có gũ mà làm clip như giải gái là rồi. Giờ một đạn nè em ơi. Giờ một đạn. Đúng một lần nghe em muốn chọt đạn vậy trời ơi là trời. Là trời nó giả, xong rồi tự nhiên mình nóng nó trời đây. Ai biết đâu. Ai biết cái mức gì đâu. Đã chưa em rồi, đã đậu khú rồi. Đánh như giọng muốn dột đạn vậy á. Ok mọi người, thì quá trời thằng trò này thốn quá trời thốn. Mà mình thốn chứ không phải là bả thốn mọi người. Hai anh em mình quá trời thốn luôn. Ok thì video mình tới đây cũng kết thúc nha. Mình đi vô mình năn nỉ các mọi người ơi. Đấy, vô giải thích mà nó còn không chịu. Nó còn đánh thêm mấy cái nữa. Ok thì video mình tới đây cũng kết thúc nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye.